bảo nào. Ui. Ui. Mọi người cũng đã lấy cho mình là một tình huống headshot rồi. Và đó là cá chê. Shop thành xoái ca.com, shop thử vẫn may vòng quay Free Fire. Chỉ với 19k anh em có cơ hội nổ hú lên đến 19.999 kim cương. Và đặc biệt ở trong shop có rất là nhiều ác Free Fire ngon bổ rẻ, tha hồ cho anh em lựa chọn. Anh em nhanh tay truy cập vào shop thành xoái ca.com thôi nào. Đường link shop mình để dưới phần mô tả và phần comment cho anh em nhé. Ok. Cá chê trong quân đoàn 3 team. Và đây là trận đấu giữa cá chê và vị trí của Gia Bảo. Ta cùng bấm like nào. Quan sát vị trí của cá chê nào anh em. Đây là vị trí của Gia Bảo. Gia Bảo mặc đồ bảy đá, có vẻ như là một pro player đấy. Headshot từ vị trí của Gia Bảo. Quá khét. Ta cùng quan sát vị trí của cá chê nào. Cá chê vừa ló ra bay đầu rồi. Đang có một tình huống đứng im đến từ vị trí của cá chê. Rồi. Vẫn chưa có tình huống headshot đến từ vị trí của cá chê. Và có một tình huống headshot. 367 máu. Vị trí của Gia Bảo. Vị trí của Gia Bảo yếu rồi. Còn lại 82 máu thôi. Và rất may mắn cho vị trí Gia Bảo đã đặt kèo rất là nhanh. Pha vừa rồi mà chỉ cần bắn vào người thôi là cũng nốc rồi anh em ơi. Rất may mắn cho Gia Bảo và kẹp kèo rồi, kẹp kèo rồi. Anh em nào mới vào giúp mình một like này anh em ơi. Đấy ra, người đấy. Ngồi ăn shot. Tuyệt chiêu của Invitka. Vẫn chưa kết thúc trận đấu. Vòng bò cuối cùng bắt đầu thu lại rồi. Vị trí của KC và Gia Bảo đang bắn rất là chắc chắn. Mỗi người cũng đã lấy cho mình là một tình huống headshot rồi. Và đó là cá chê. Đó là cá chê, một tình huống one shot cực kỳ tốt. 1-0. Rồi, headshot. Bắt đầu cháy đấy anh em ạ. Đấy. Để quan sát vị trí của Gia Bảo nào. Ui. Ghê chưa anh em? Nào nào, ghê chưa. Sao hồi nãy em vào mà không được bắn? Bạn nào vào nhanh thì bắn thôi, tại vì đây là bắn 1-1 nha anh em. Rồi còn anh em thích bắn tiếp thì lát nữa, để xem cá chê còn có thời gian bắn không thì bắn tiếp, còn không thì để hôm nào nhá. Rồi ui, giá đạn nào vào đầu anh em ạ. Quá khét. Tình huống bơm máu khá là ẩu đấy, tiêu vị trí của cá chê. Ui. Ui rồi rồi. Đấy, biểu diễn Abalato luôn. Biểu diễn Abalato luôn. Anh em thấy chưa, né đạn ghê chưa? Đẳng cấp nha. Ui. Ui 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 ui. Cái gì đây? Ra đạn nào vào đầu. Ui. Quá khét từ vị trí của cá chê. Vị trí của Gia Bảo là rồi, xong rồi, bay mũ rồi. Sóc ngoẻo rồi anh em ơi. Và quấn cho mình là 2 bình máu. Ủa cá chê ra đây làm gì đấy? Ui chấp máu à? Ghê vậy. Ra đạn là phun đỏ quá khét đấy từ vị trí của cá chê. Ui, phun vàng rồi nhưng mà không sao. Vừa vàng vừa đỏ. Bắn như này nó mới uy tín đúng không anh em? Cứ phun đỏ suốt thì ai mà dám tin đúng không? Bắn quá khét anh em ạ. Bạn nào chưa like giúp mình một like nha anh em ơi. Phun đỏ. Bắn ra đạn là vào đầu anh em ạ. Quê chưa anh em? Cá
chê bắn thì hơi xa một tí anh em ạ. Nếu mà bắn ở tầm gần thằng này chắc thằng Gia Bảo chắc là bốc hơi từ lâu rồi anh em. Ba tình huống phun đỏ rồi. Ui, đó là vị trí của Gia Bảo. Vào rồi này, pha này ghê nhá anh em. Gia Bảo thao tác cũng rất nhanh nhá. Rồi sứt mũ rồi anh em. Cá chê cứ ra đạn là sẽ bay mũ anh em ạ. Đấy, ra đạn là bay mũ, chuyển qua vị trí của cá chê rồi anh em. Thằng Gia Bảo bay mũ rồi. Pha kia chắc là Gia Bảo ăn may đấy anh em ạ. Sao? Ui, cái gì đây anh em? Tư có like mà chưa đăng ký idol à? À. Ui, cái gì đây? Hết phút đó. Ui. Được, pha này thằng Gia Bảo kéo tốt nha, tại vì nó cấu rỉa thằng cá chê, nó yếu máu rồi anh em ạ. Ui. Ghê nha. Thằng Gia Bảo này không phải dạng vừa anh em ạ, cũng bắn khét đây anh em. Vị trí của Gia Bảo đã lấy đi cái giáp của cá chê rồi, và cá chê headshot 6-3. Phun đỏ ăn shot ăn kill các kiểu qua điều. Abelato, Mokeo như là Florentino thì cá chê đã giành chiến thắng với tỷ số là 6-3 rồi. Và liệu có kết thúc trận đấu ngay và luôn bây giờ không? Vị trí của Gia Bảo lấy đầu của cá chê rồi. Ui, bay đầu rồi. Gia Bảo bắn cũng quá khét anh em ơi. Khá khét nhưng mà cá chê là không ngán đâu anh em ơi. Cá chê vẫn rất là bình tĩnh, không cần bơm máu đâu anh em. Khô chay với vị trí của Gia Bảo luôn. Khô chay luôn này. Quăng sọt này. Nhưng rất tiếc tình huống one shot vừa rồi là bay trúng quả keo. Còn chơi thì chiến nó có em ơi. Headshot. Cá chê kéo tâm tốt thật sự anh em ạ. Ui, bay đâu rồi. Kèo nhanh đấy thanh niên Gia Bảo kèo nhanh đấy anh em ạ. Cũng pha rồi, chắc là bay đầu rồi. Ui, quá khủng khiếp anh em ạ. Nick phát là bay đầu rồi, cả hai bên đều bay mũ rồi. Không biết ai sẽ là người giành chiến thắng ở ra đấu này đây. Liệu cá chê có thể chốt tỷ số 7-3 không? Rất căng nha anh em nha. Gia Bảo đi đâu rồi? Đây. Kè, ui. Adu. Được nha. Cá chê vẫn chưa thể chốt với tỷ số 7-3 được. Và liệu có thể chốt 7-4 không? Thanh niên Gia Bảo có vẻ bắn khá là chắc đấy nha. Biết là sắp thua nên là bắn rất là chắc này. Nhưng mà bắn chắc phun đỏ. Ui, bây giờ thằng Gia Bảo là kéo cũng ghê phết nha. Và siêu dành cho cá chê. Quá khét anh em ơi. Và chốt tỷ số là 7-4. Đẳng cấp đi anh em. Vỗ tay cho cá chê nào. Hay quá, good job anh em ơi. Hay. Kéo tâm rất đẳng cấp nha. Kéo tâm rất 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 ghê luôn anh em.